Anh cho em phỏng vấn, tại sao giới trẻ ngày nay không thể dậy sớm được à? Mắc gì phải dậy sớm ba? Dậy sớm nó thành công đó anh. Ủa ông biết ông Độ Messi hả? Ông có cần dậy sớm đâu. Thì đó là cá biệt thôi, chứ còn như anh á, dậy sớm vậy còn nổi nữa làm ăn mẹ gì. Nghĩ sao vậy ba? Sáng 10 giờ dậy á, tôi gặp buổi sáng với buổi trưa thì một tiết kiệm được 30 ngàn, một tháng tiết kiệm được 900 ngàn, một năm hơn chục triệu. Từ lúc 20 tuổi đến 40 tuổi á, ngày nào tôi cũng dậy trễ, cũng hướng là tôi tiết kiệm được 200 triệu. Anh chỉ cố biện minh để che giấu cái lười thôi chứ tiết kiệm gì. Giờ tôi hỏi nè, tôi dậy trễ sắp cặp đi học đi làm liền, còn mấy đứa dậy sớm nó làm gì? Thì ăn uống rồi làm mấy việc gì đó cho bản thân rồi mới đi làm. Ông nghĩ kỹ đi, một thằng ấy dậy cái sách cặp đi học đi làm liền, còn một thằng dậy cái rảnh mấy tiếng rồi mới đi làm, thằng nào siêng hơn? Cũng có lý, nhưng mà ngủ dậy thì còn gì là một ngày nữa, lãng phí thời gian. Ông mới lãng phí, người ta nói đời đẹp như mơ, mà muốn mơ là phải ngủ, muốn thấy đời đẹp là phải ngủ. Quy luật vũ trụ con người vốn dĩ sinh ra là để ngủ. Vô lý. Con người gắn liền với ngủ từ lúc đẻ đến mức con người muốn đẻ ra thì trai gái phải ngủ với nhau, rồi sinh ra rồi cả năm đầu đời đa số là ngủ, rồi con nít lớn lên nó lại ngủ với nhau để sinh ra con nít mới, rồi sau này về già vợ chồng ngủ thiên thu cùng nhau. Nói chung á, mọi thứ đều là ngủ. Tăng cường việc ngủ là thuận theo tự nhiên với quy luật vũ trụ, dậy sớm chưa chắc thành công, ngủ nhiều chưa chắc thất bại.